Mai Hoa Cooking thân chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách làm đậu phụ non không hóa chất bằng nước đậu để chua. Sản phẩm da rất là mềm mượt và khi chiên thì phồng lên. Nhưng mà muốn có nước đậu để chua thì phải có lần đầu tiên làm với cốt chanh và giấm, nên mình cũng sẽ chia sẻ luôn. Cách làm thì rất đơn giản nhưng cần có sự kiên nhẫn và cảm nhận thật tốt mới cho ra được miếng đậu mềm và mịn như thế này. Mời các bạn cùng theo dõi các bước cụ thể nhé! Đây là một ký đậu hạt mình đã rửa sạch và ngâm nước qua đêm cho mềm. Cho một ký đậu hạt thì cần 10 lít nước, mình đong sẵn vào xô này 10 lít để làm cho tiện. Vì máy của mình là máy xay chuyên dụng nên có thể xay một lần được 3 bát ăn cơm đậu hạt như thế này. Đổ nước vào để xay thì chỉ nên đổ cách mặt đậu khoảng 1cm thôi thì xay nó mới nhanh nhuyễn được nha các bạn. Mình sẽ để số to nhất và xay trong khoảng 2 phút. Nếu máy của các bạn nhỏ và yếu hơn thì có thể xay một lượng đậu ít hơn, đồng thời tăng thời gian xay lên nhé. Sau khi xay thì đổ thêm nước vào cho nó loãng ra để lọc được hết được cái chất đậu. Trước tiên mình sẽ lọc qua một cái giá, mục đích là để lược bớt những cái bã có vỏ đậu để lấy được bã mịn không có vỏ thì để dùng chế biến những món khác rất là ngon. Còn nếu các bạn không thích lấy bã mịn thì có thể đổ trực tiếp vào túi vải để vắt. Tuy nhiên vắt sẽ cực hơn vì lượng bã rất là nhiều. Nếu các bạn mà vắt trực tiếp trong túi á thì sau khi vắt xong thì phải đổ hết tất cả lượng nước ở trong xô vào, hòa lại một lần nữa và vắt thì mới ra hết được nước đậu nha. Ký đậu hạt thì mình xay 4 mẻ là xong rồi. Sau đó mình sẽ đổ thêm nước vào trong cái chỗ bã đậu này và quậy đều lên, xong là lọc qua giá một lần nữa. Các bạn chú ý là chỉ dùng nước ở trong xô thôi nhé, và phân chia lượng nước ra để đủ cho các bước làm, chứ không có lấy thêm nước ở trong vòi nữa nha. Bởi vì mình đã chuẩn bị sẵn đúng 10 lít nước cho 1 ký đậu hạt rồi. Đây là bã đậu đã lọc lần thứ hai. Mình cho vào rổ có lót chậu ở dưới để hứng thêm được một chút nước đậu nữa. Lẽ ra nếu cho vào túi vải vắt thì sẽ thu được nhiều nước đậu hơn, nhưng mà mình lười nên chỉ làm thế này thôi. Còn đây là xô nước đậu đã được lọc qua giá. Mình hớt hết bọt đi để khi lọc qua túi thì sẽ dễ dàng hơn. Đổ nốt chỗ nước còn lại vào để cho cái bọt lắng lại thì cũng sẽ thu được một chút nước đậu nữa. Xô nước đậu này thì mình sẽ lọc qua một cái túi vải. Túi vải thì nên làm ướt trước khi lọc nha, thì nước đậu sẽ dễ dàng chảy qua hơn. Các bạn nên thiết kế một chỗ để treo lên như thế này cho nước đậu tự động chảy xuống hết, xong mới vắt thì sẽ được nhẹ nhàng hơn.
Đây là phần bã để trong rổ một hồi thì đã chảy xuống thêm được một lượng nước đậu. Còn đây là chậu bọt đã lắng xuống, mình hớt hết bọt đi thì cũng sẽ thu được phần nước đậu ở dưới. Sau đó đổ cả hai phần nước đậu vào trong túi để lọc luôn. Vì lượng bã còn lại rất ít nên vắt rất là nhẹ nhàng. Đó các bạn thấy không? Sau khi để cho nước đậu tự động chảy xuống thì mình chỉ còn vắt một chút nữa thôi. Và bã thì cũng còn rất ít nên sẽ không cảm thấy nặng nhọc lắm. Mình dùng hai nồi to để nấu đậu, chia ra mỗi nồi 5 lít nước. Các bạn nên dùng nồi cao một chút thì để tránh bị trào nhé. Mình nấu ở lửa vừa để không bị sát đáy nồi. Bếp nhà mình có 14 số thì mình để số 10 và đặt đồng hồ khoảng 45 phút, đậy vung để đó và đi làm việc khác. Đây là bã đậu mịn thu được từ trong túi vải. Rất mịn vì không có một vỏ đậu. Mình sẽ chia sẻ một số món ngon làm từ bã đậu mịn này. Các bạn có thể chia phần để vào tủ đông đá để dùng dần. Còn đây là bã đậu có lẫn vỏ, nhìn nó lợn cợn chứ không có được mịn. Mình sẽ ủ làm phân bón cho cây. Đây là hai chai 0,75 lít nước đậu đã để chua, dùng để hãm cho 5 lít nước. Mình cũng đổ vào nồi và đun sôi lên. Sau 45 phút thì nước đậu sôi, mình hạ lửa và hớt bọt ra. Sau đó cứ để lửa nhỏ và sôi liu riu trong khoảng 5 phút. Các bạn chú ý là bếp của mỗi nhà mạnh yếu khác nhau. Vì mình đã căn chỉnh được thời gian chính xác nên mới đặt 45 phút để đấy. Còn các bạn coi chừng kẻo sôi trào ra là khổ lắm đó nha. Các bạn cũng có thể nấu lửa to và đứng đó để ngoáy, nhưng mà dầu sao cũng không tránh khỏi sát đáy nồi. Mình nấu chậm kiểu này thì nồi sẽ không bị dính một chút nào hết. Cho 5 lít nước đậu còn lại, mình dùng giấm trắng 20% axit làm một thìa canh. Nếu các bạn dùng giấm thường 5% axit thì dùng 4 thìa canh nha. Cộng với một thìa canh nước cốt chanh và 5 thìa canh nước lạnh. Khi đậu đã sôi liu riu được khoảng 5 phút thì tắt bếp và hãm lần thứ nhất với 3 thìa canh hỗn hợp giấm chanh. Vừa đổ vào vừa ngoáy đều như thế này. Sau đó đậy vung lại để 5 phút. Ở nồi kia thì mình hãm với nước đậu chua. Mình dùng 4 muôi cho lần đầu tiên. Cũng vừa đổ vừa ngoáy vào. Và đậy vung để 5 phút cho đậu kết tủa dần dần. Lần thứ hai thì mình cũng hãm giống như là lần trước thôi. Có thể dùng ít lại một chút, lần này mình dùng 2 thìa canh hỗn hợp giấm chanh. Vừa đổ vào vừa ngoáy đều. Còn nồi này mình dùng 3 muôi nước đậu chua. Cũng vừa đổ vừa ngoáy như thế này. Sau đó đậy vung lại để tiếp 5 phút để đậu kết tủa. Lần thứ ba chưa thấy đậu kết tủa
được nhiều lắm thì cũng làm tương tự như lần trước thôi. Đổ khoảng 2-3 thìa giấm vào. Và nồi này cũng vậy. Cũng đổ thêm khoảng 3 muôi nước chua vào. Rồi đậy vung để tiếp 5 phút nữa. Sau lần thứ 3 thì phải rất cẩn thận vì đậu đã kết tùa khá nhiều. Lần thứ 4 này mình chỉ cho khoảng nửa thìa canh để cầm chừng thôi và đậy lại để 5 phút. Sau lần thứ 4, nếu thấy thi thoảng có chỗ nước trong thì không cho thêm nữa mà chỉ ngoáy rồi lại đậy vung lại để tiếp thì đậu sẽ kết tùa hết. Chỗ giấm chanh còn thừa lại là khoảng 1 thìa canh đầy. Bên nồi này cũng vậy. Đã thấy có thi thoảng những vệt nước trong thì sẽ không cho thêm nước chua nữa mà chỉ ngoáy đều rồi đậy vung để tiếp 5 phút. Chỗ nước chua còn thừa lại là khoảng 2 muôi. Cái khuôn này bình thường là đủ cho cả hai nồi đậu ép vào đây, nhưng vì hôm nay mình làm hai loại nên cần hai khuôn. Lẽ ra mình định ép hai lần vào khuôn này, nhưng mà chợt nảy ra sáng kiến là dùng cái giỏ ở bồn nhỏ này thay cho khuôn cũng rất là đẹp và tiện lợi. Cho nên mình phải kiếm một miếng vải màn để lót vào cái khuôn này. Mình sẽ ép nồi hãm với giấm chanh trước. Đây là nước đậu trong mình múc ra để chua dùng cho lần sau. Các bạn để ý nước đậu phải còn hơi đục mờ thế này thì đậu mới mềm. Chứ nếu mà nước đậu càng trong và có màu vàng đục là sẽ bị cứng nhé. Dùng giá múc óc đậu ra như thế này. Sau đó lấy cây giàn đều thì khi ép đậu sẽ được mịn và không bị rỗ bên trong. Mình đặt cái nồi lên trên, đổ nước vào cho nặng để ép đậu. Chỉ cần ép khoảng 10 đến 15 phút là được nha các bạn. Còn đây là nồi hãm bằng nước chua. Nước đậu rất trắng và hơi đục như là nước luộc hến ấy. Thì là rất là chuẩn, hứa hẹn một mẻ đậu ngon mỹ mãn luôn. Các bước tiếp theo thì cũng y như là mẻ trước thôi. Các bạn thấy mình dùng hai loại vải khác nhau. Ở khuôn kia thì là cái vải dèm giống như là valise ấy. Còn khuôn này chỉ là vải màn. Mình còn gấp lại dày bịch vì miếng vải màn to mà khuôn thì bé. Mình chỉ muốn nói là vải loại gì cũng không quan trọng, chỉ cần thoát nước tốt và cái chính là hãm đậu chuẩn thì sẽ không bao giờ bị dính vải hết. Mình cũng lấy cây giàn đậu ra như thế này, nhấc nhấc miếng vải lên cho nước chảy đi hết. Sau đó gấp vài màn lại và ép đậu. Vì là sáng kiến nhất thời nên mình sáng chế ra đồ để ép rất là thô sơ thế này. Nhìn rất là không chuyên nghiệp nhưng mà kết quả thì tuyệt vời luôn. Các bạn thấy đáy nồi không hề bị dính một chút nào. Nước đậu để nguội và lắng trong thì mình sẽ cho vào chai. Đây là hai chai 0,75 lít là 1 lít rưỡi dùng cho một nồi 5 lít. Mình lấy thêm một chai 1 lít rưỡi nước nữa cho vào nồi kia. Để lần sau mình sẽ chỉ hãm đậu bằng nước chua thôi. Cứ 1,5 lít nước chua dùng cho nửa ký đậu nha các bạn. Mình bảo quản nước dưới tầng hầm 2 đến 3 tháng cũng không hề bị hỏng. Các bạn khi làm phải nếm thấy chua và thơm mùi đậu thì mới dùng được nha. Còn nếu không chua và có mùi khác là bị hỏng không dùng được đâu. Sau khi ép được 10 phút thì mình bỏ nồi nước ra để đó và đi làm cả buổi chiều. Còn bây giờ thì miếng đậu đã nguội lạnh rồi nên có thể lấy ra dễ dàng như thế này. Chứ sau khi ép mà muốn lấy ra ngay thì phải xả một bồn nước lạnh và cho cả khuôn đậu vào đó để lấy đậu ra trong nước thì sẽ dễ dàng hơn. Đây là miếng đậu hãm bằng chanh và giấm. Cũng rất là ngon và khá là mềm mịn. Tuy nhiên chất lượng thì không thể bằng miếng kia là miếng ướp bằng nước đậu chua. Nhìn miếng này thì có vẻ là trọng lượng là ít hơn miếng kia, mỏng hơn. Tuy nhiên cũng rất là mềm mịn và trắng.
gió cũng rất là mềm. Còn đây mới là miếng đậu hãm bằng nước chua mà mình muốn chia sẻ. Rất là đẹp và mềm mịn, không hề bị dính vải nha các bạn. Mặc dù là vải màn thô sơ gấp nhiều lớp. Đó, để nguội tanh rồi mà vẫn còn rất là mềm như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem bên trong như thế nào. Đó, các bạn thấy thành phẩm có chuẩn không? Đậu rất là trắng, nhẵn mịn và non. Rất là mềm, cầm phải rất là nương tay mới được. Đó, mềm chưa? Mình biểu diễn hơi nhiều nên làm đậu bị nứt rồi đấy. Làm đậu thì không hề khó phải không các bạn? Tuy nhiên là cần có kinh nghiệm và cảm nhận tốt cái lúc hãm đậu đó thì miếng đậu mới được mềm mịn như thế này. Mình đã chia sẻ hết tất cả những gì mình đúc rút được một cách rất là chi tiết tới các bạn. Hy vọng các bạn sẽ thành công thì mình cũng sẽ rất là vui. Bây giờ mình sẽ cắt đậu ra và chiên thử vài miếng cho các bạn xem chất lượng miếng đậu sau khi chiên sẽ như thế nào nha. Đó, miếng đậu rất là non. Mình cũng chia sẻ luôn mẹo chiên đồ không bị bắn dầu là khi dầu đủ nóng thì sẽ sắc vào một lớp mỏng tinh bột ngô cho phủ kín đáy chảo thì sẽ chiên thoải mái mà không hề bị bắn dầu một chút nào. Có thể áp dụng cho chiên cá, chiên thịt hay là chiên bất cứ đồ gì cũng không hề bị bắn nha các bạn. Mình chiên rất là ít dầu mà các miếng đậu cũng đã phồng lên như thế này. Chứ nếu chiên ngập dầu thì đảm bảo sẽ phồng như là bong bóng luôn. Các bạn thấy miếng đậu sau khi chiên rất là mềm, xốp và các cạnh thì không bị kiểu vuông vức và sắc lẹ. Đó là đậu hãm bị cứng. Còn bây giờ thì đậu đã nguội nên xẹp lại như là đậu mơ ấy. Bên trong thì rất là non và mềm. Mềm như là tàu phớ luôn. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ và nhớ bấm chuông cạnh nút đăng ký để luôn nhận được video mới nhất nhé. Mình thân chào và hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Bye bye!